Vậy con kính bạch thầy, cho con hỏi, con làm như vậy có được lợi lạc không? Hay có phạm vào tội bất kính không? Vì lễ lạy mà chưa có bàn thờ trang nghiêm. Bạn con rất thích đi chùa và tụng kinh niệm Phật, nhưng toàn phải giấu chồng thôi, vì chồng không tán thành việc đó. Vậy thầy có cách nào để cảm hóa được người chồng này không? Con xin cảm ơn thầy. Các Phật tử đưa ra một câu hỏi có hai ý. Một ý là nói rằng hàng ngày Phật tử vẫn sám hối lại Phật 108 lễ và trì chú Đại Bi cũng như là chú Dược Sư. Nhưng mà do là ban thờ chưa có ban thờ để thờ Phật. Tháng thì đi chùa được vào 14 và 30 hàng tháng để tụng sám nguyện với các Phật tử. Phật tử này thắc mắc và hỏi rằng làm như vậy thì có được lợi lạc không? Có phạm tội bất kính không? À, cái này thì phải khẳng định là chắc chắn là có lợi lạc rồi. À, Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển đều nói rằng nếu ở đời sau này mà có một thiện nam tín nữ nào đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, hoặc rằng nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển hay là những thần chú vân vân, thì đều sinh trưởng vô lượng công đức, tiêu diệt vô lượng tội lỗi. Cho nên ở đây Phật tử cũng không phải lăn tăn và thắc mắc rằng nhà mình chưa có ban thờ Phật mà mình tụng như vậy sợ không được lợi ích. Lợi ích ở cốt ở cái tâm thành của mình. Có những Phật tử có khi có cái điện thờ rất là to đẹp trang nghiêm, thậm chí là thờ bằng bằng tượng bằng vàng bằng bạc bằng ngọc ngà châu báu vân vân chẳng hạn, nhưng mà cái tâm thành kính đối với Phật lại không có, chỉ là thờ lấy hình tướng thôi á, thì Đức Phật nói rằng cái này chưa chắc đã có công đức, chưa chắc đã sinh trưởng được công đức. Còn mình nhé, mà chưa có ban thờ Phật nhưng mà mình nhất tâm với Phật, dùng tất cả cái tấm lòng thành kính để lễ Phật, niệm Phật và tụng kinh vân vân đó, thì Đức Phật nói cái công đức là vô lượng vô biên. Cho nên cái Phật tử này thì cũng cứ nhất tâm và hoan hỷ tiếp tục để lễ Phật, lạy Phật, để tu tập bình thường không sao cả. Nếu mà gia đình mà nhà cửa mà rộng rãi thì cảm hóa được chồng con và bốc được cái ban hương thờ Phật, có cái bức ảnh Phật và hoặc là pho tượng Phật nhỏ nhỏ thôi cũng được, thì nó được viên mãn hơn. Thì mình ngày hàng ngày ngày thì nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật thì cái tấm lòng thành kính của mình tất nhiên nó cũng sẽ tốt hơn và công đức nó viên mãn hơn. Nhưng mà nếu ở trong cái hoàn cảnh mà gia đình mà hoặc là chồng hoặc con chưa hoan hỷ thì mình cứ nhất tâm đọc tụng đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng là được. Tâm mình quán tưởng mười phương pháp giới đều là gì? Đều là pháp thân Phật mà. Pháp thân Phật ở biến khắp mười phương. Cho nên chúng ta cũng đừng có sợ rằng không có ban thờ Phật thì không có công đức khi tụng kinh lễ bái. Đấy. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử nói rằng phải có một người bạn rất thích đi chùa tụng kinh niệm Phật nhưng toàn phải giấu chồng để đi. Và vì chồng không tán thành cho vợ đi chùa. Và Phật tử này hỏi là có cái cách nào để cảm hóa được người chồng ấy không? Thì có đấy, nhưng mà cũng phải có thời gian. Cái thứ nhất là chúng ta phải dùng cái tất cả cái lòng thành. Lòng thành ở đây là gì? Cái thứ nhất là lòng thành đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Để mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối nghiệp chướng. Ở đây vì sao mà người chồng lại cấm mình đi chùa? Ở trong kinh Phật cái này gọi là oan gia trái chủ. Chúng ta đến sinh ra cuộc đời này đến để gì? Đến để trả nợ họ. Làm vợ họ để gì? Để trả nợ cho gì? Cho họ. Thì chúng ta phải an nhẫn để mà gì? Mà hoan hỷ, thậm chí họ chửi, họ mắng, thậm chí như nhẫn đến thì họ đánh mình cũng phải an nhẫn ở trong cái sự đau khổ đó. Đừng có làm ầm lên, đừng có cãi nhau, đừng có cãi lộn nhau, đừng có đánh nhau. Trở lại mà gì? Họ đánh mình thì mình an nhẫn để niệm Phật ở trong tâm. Và mình
nên là trường hợp này thì khuyên nên tụng kinh Địa Tạng. Nên tụng kinh Địa Tạng, mà còn nếu không tụng được thì vì một lý do đặc biệt đó là chồng không cho tụng, thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cái Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mà niệm, mỗi một ngày niệm cho được khoảng 10 vạn biến. Một thời gian sau thì hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ gia trì tiêu trừ cái nghiệp chướng báo oán ở đời trước của mình ấy, thì dần dần người ta sẽ hiểu thôi. Bởi vì cái thầy ở trường hợp này cũng có rất rất nhiều Phật tử gặp những cái chướng như thế này: chồng không cho vợ đi chùa, vợ lén đi chùa, lén tụng kinh, chồng bắt được chửi thậm chí đánh. Xong rồi thì vợ thì bảo khuyên, bảo là nếu mà nó không cho đi chùa nữa, không cho tụng kinh nữa thì niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, niệm thầm trong tâm. Đối trước ông ấy thì đừng có niệm, cứ coi như là mình ngoan ấy. Nhưng thực tế thì trong lòng mình đang niệm Phật, ông ấy biết làm sao được. Ông có thần thông đâu mà ông biết mình đang niệm Phật trong lòng. Và một thời gian sau dần dần sẽ cảm hóa dần, cảm hóa dần. Đấy là về tâm linh, về lòng trí thành của mình đối với Phật. Còn về cuộc sống đời thường thì chúng ta càng phải lại càng phải gần gũi ông ấy hơn, quan tâm đến ông nhiều hơn. Thậm chí như có cái bài giảng nào đó mà thầy hướng dẫn cho một vài Phật tử cũng có trường hợp tương tự như thế này. Phật tử bảo là ông ấy nghiện rượu, say rượu về là ông đánh, ông chửi. Đấy. Thấy đi chùa tụng kinh là ông ghét, ông bảo mê tín dị đoan, vân 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 vân. Còn ông uống rượu, ông say sưa ra thì ông cho là gì? Là trí tuệ, là đạo đức, là phẩm hạnh của con người. Còn vợ đi chùa tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc hướng thiện thì ông cho là mê tín dị đoan. Đó, xã hội nó có nhiều những cái trường hợp nó lại đảo điên đảo như thế. Thế Đức Phật mới nói là thời mạt pháp mà, chính pháp thì người ta lại cho là tà, còn tà thì người ta lại cho là chính. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử phải cố an nhẫn để vượt qua những cái, khuyên người bạn của mình phải cố an nhẫn để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Đó là niệm Phật thật nhiều, nếu không tụng kinh được niệm Phật thật nhiều, và cầu Phật Bồ Tát gia trì, chú tâm cái việc đó để gia trì cho. Đó, chú tâm việc đó gia trì. Còn bao giờ ông đi vắng, ở đâu đi vắng khoảng một vài ngày á, lôi kinh Địa Tạng để đọc tại. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.